Tiếp tục vào việc anh chị. Lô đất 5 x 17 anh chị nhá. Đây này, chỗ tay em Hải này. Em sẽ đi lại đó, chỗ cái cột đèn đâu quý vị. 5 x 17. 2 tỷ 250 triệu, rất đẹp luôn anh chị ơi. Ngày hôm nay em Hải mang tới anh chị mình một lô đất nằm trong một cái khu dân cư hiện hữu, đang quay xung quanh để cho anh chị cảm nhận nha. Chỗ đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đường này thông hai đầu, thông bàn cờ trong khu dân cư. Anh chị ơi, cái khu này này gần với đường DT743 thì ngay đây, đi ra đây là đường DT743 100m. Xuống vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú gần đây luôn anh chị nha. Và em nói với anh chị cái vấn đề này, cái lô này 2 tỷ 250 triệu là lô này giá rẻ nhất trong khu này. Đấy quý anh chị nhá. Tại vì sao nhiều anh chị thắc mắc là video nào em Hải quay lên cũng rẻ cũng hời. Nhưng mà đó là thực tế anh chị ạ. Tại vì sao ạ? Ở trong đây này quý chị, có rất là nhiều lô đất, nhiều căn nhà bán, giá cả tụi em nắm hết ha. Tại vì em làm môi giới đây nên là trên thị trường những cái bất động sản nào đang bán là em biết quý chị nhá. Giá đang bán như thế nào em biết hết, và giá nào rẻ, giá nào cao em biết hết. Nên em chỉ chọn ra những lô nào đẹp, rẻ, hời nhất trong cái khu vực em sẽ quay, đúng không ạ? Lô mình đây nhá, lô này nhá, cột đèn này tính ra ngang năm. Nên là những cái video em quay lên là đã được chọn lọc, đó là xin thưa với anh chị. Còn để mà chính xác hơn, để mà chắc chắn hơn thì anh chị muốn biết là cái mức giá đó đã rẻ hay chưa, thì thứ nhất là anh chị cứ hỏi người nhà hoặc ai mà làm bất động sản á, là sẽ biết, là cái thứ nhất. Hoặc hai á, anh chị mình có thể này, mình xuống đây này, mình hỏi chính những cái người dân ở đây này, những người bản địa, những người đã sinh sống và ở đây, và những người xây nhà ở đây này. Đó, người ta mới xây nhà thì chắc chỉ kiểu gì người ta cũng mới mua đất ở đây thì người ta mới xây, đúng không? Là anh chị mình cứ hỏi, xác nhận xem cái lô đất này giá này có rẻ hay chưa, hay là giá này chưa rẻ, hay là giá này cao. Đó. Rồi ngoài ra anh chị ơi, ở đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, mà một cái thế đất 5 x 17 mà đường khu dân cư như thế này thì 2 tỷ 250 triệu là không có. 2 tỷ 250 triệu anh chị nha, không có đâu ha. Đó. Thì nên là em mới chọn ra để em quay video, chứ không phải là tự nhiên mà em thích là em quay, đúng không ạ? Đấy. Thì cái vấn đề đó thì trước giờ em vẫn hay nói như vậy, nhưng mà không sao thôi, thì mình mua bán mình cứ phải tìm hiểu ha, mình phải am hiểu về thị trường, am hiểu giá cả thì anh chị sẽ biết là rẻ hay đắt ha, lô đó anh chị nhá. 5 x 17 thì anh chị tưởng tượng đi, giống căn nhà xa xa đó, căn nhà đó bên em đang bán luôn đó, căn đó 3 tỷ 9 nếu anh chị mua nhà căn đó nhá. Đấy, xuống đây em có nhà có đất cho anh chị mình luôn, căn đó 3 tỷ 9, nhưng mà ngoài căn đó ra ở trong đây đang có một căn 3 tỷ 7 rẻ, 3 tỷ 7 rẻ nhất, nhà 2 lầu của anh chị nha, nhà mới luôn. Thôi để quay lại lô đất đi anh chị. Đất đây thì 2 tỷ 250 đó, thì anh chị mình mua nhà mua đất đều đều không sao hết ha, mua cái nào cũng được không sao. Dài 17 là vào tới chỗ đó của anh chị nhá, vào đó nha. Ở đây xây dựng là xây 2 lầu 1 trệt, không được xây cấp 4, không được xây nhà tạm, không xây nhà trọ, mà phải xây nhà 2 lầu, phải xây nhà 2 lầu anh chị nhá. Có sao phải nói vậy để cho anh chị biết nhá, không mất công anh chị nhá. Nhiều anh chị cứ tưởng là vào khu dân cư được xây tự do, không có đâu, tùy theo khu ha. Có, vẫn có khu dân cư xây tự do nhưng mà ít lắm, cái nào có là em sẽ báo cho anh chị mình luôn, còn cái này là không nhá. Cái này xây 2 lầu thì anh chị phải xem thông tin nè, thứ nhất giá rẻ, thứ hai là phải xây 2 lầu thì được, thì mình mới đi xem mới mua, không mất công anh chị á. Còn sổ sách giấy tờ là đầy đủ anh chị nhá, sổ riêng nhá, em không review sổ chung. Tất cả là mua là đi công chứng, mua là sang tên, mua là có hỗ trợ ngân hàng, nói chung là pháp lý là rõ ràng, minh bạch, công khai, review là đúng đủ chính xác, minh bạch, công khai luôn. Nên anh chị yên tâm khi xem kênh của em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản ha, chuyên review nhà và đất ở Bình Dương, review nhiều nhất là ở Di An và Thuận An. Đây, nhà toàn nhỏ lầu, anh chị thấy không? Sàn sát ha. Ra đây chợ Đông Đô, ra đây chợ đường DT743 100m, xuống vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, đúng 1,5 km là chỗ đó có khu công nghiệp V-Ship 1. Một đường thẳng này anh chị mình chạy thẳng về cầu vượt Sóng Thần, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cầu vượt Hiệp Bình Phước, cầu vượt Gò Dưa đó ha, dưới 10 km, dưới nha anh chị nha, là chỉ từ 8 km thôi, khoảng đó ha. Anh chị có thể tìm và anh chị sẽ biết. Đấy. Rồi, 2 tỷ 250 triệu mức giá kính thưa với anh chị là rẻ nhất trong khu này. Nếu anh chị nào thấy phù hợp thì hãy bất trước thời gian xuống để em Hải dẫn đi xem ha. Được thì qua gặp chủ nói chuyện thương lượng giá cả, được thì mình mua, không thì tham khảo cho biết, không sao ha. Mua bán phải vui vẻ, phải thoải mái, phải có duyên mới mua bán được anh chị ơi. Rồi, rất cảm ơn toàn thể quý anh chị đã lắng nghe những vấn đề em Hải chia sẻ trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản về cái lô đất giá rẻ này. Rồi, em xin chào. Lô này hướng đông, hướng chính đông anh chị nhá. Anh chị nào đông tứ trạch hợp nhá. Rồi, em xin chào.